3 vị trí cần bôi dầu gió cho con khi thời tiết giá lạnh. Mùa đông là mùa trẻ em dễ bị các bệnh như cảm lạnh, viêm phổi, đặc biệt là trẻ nhỏ dưới 12 tháng tuổi do hệ miễn dịch của bé chưa hoàn thiện. Cha mẹ và người thân cần biết cách chăm sóc bé đúng cách. Vào mùa đông, các bé nhà mình rất thích đi chơi ở ngoài đường khi trời lạnh. Tuy nhiên, thì các bé nhà mình rất ít khi bị cảm lạnh hay là ho ốm. Vì là tôi áp dụng những cách sau đây. Một, trước khi các bé đi ra ngoài đường thì tôi thường bôi dầu gió vào khăn cho các bạn. Dầu gió thì sẽ giúp giữ ấm vùng cổ. Ngoài ra thì cái hương dầu có thể bảo vệ vùng mũi và giữ ẩm mũi cho con. 2. Đó là vào buổi tối, trước khi các bạn ngủ thì tôi thường xoa một ít dầu gió vào rốn của các bạn. Rốn thì kết nối với cả thận và hệ tiêu hóa. Khi thận ấm thì sẽ giúp đào thải độc tố tốt hơn, giúp con ngủ ngon hơn và tăng cường sức khỏe. Ngoài ra hệ tiêu hóa được làm ấm thì sẽ giúp cho con không bị lạnh bụng và tiêu hóa thức ăn tốt hơn. 3. Đó là lòng bàn chân. Bởi vì là lòng bàn chân thì kết nối với toàn bộ các cơ quan ở trong cơ thể. Ở nguyên tắc là đầu lạnh và lòng bàn chân ấm là nguyên tắc rất quan trọng để giữ gìn sức khỏe cho con khi trở lạnh. Lưu ý, khi mà bé dưới 2 tuổi thì nhớ là bôi dầu gió bên ngoài, trước tất khi bé dưới 3 tháng tuổi không nên dùng dầu gió. Chúng ta có thể thay thế bằng dầu tràm, những cái loại dầu gió mà có thành phần là metin, salicylate hoặc là menthol thì không nên sử dụng cho các bạn nhỏ dưới 2 tuần. Tinh dầu thì được sử dụng để pha nền cho dầu gió để đạt được hàm lượng nhỏ hơn 2%. Vì vậy, không nên để cho con anh tiếp xúc gần với tinh dầu vì có thể gây bỏng cho con.